Hello cả nhà, lại là em đây cả nhà ơi. Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội Địa Nhật Biên Hòa nhé. Thì trong cái clip ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một cái nồi cơm Panasonic màn hình cảm ứng nấu cơm chế độ Eco Navi, ly bù ẩm, và đặc biệt con này là nó có áp suất nha cả nhà, áp suất điện tử rất là xịn sò luôn nhé. Thì về con này là sản xuất đời 2018 nên là nó rất là đẹp, hình thức thì còn rất là đẹp, nội thất bên trong bên ngoài còn rất là đẹp nha cả nhà. Con này thì chỉ có là 1 lít thôi, nó có cái mã là XRVVXX108, sản xuất đời 2018, dung tích là 1 lít điện 100V, và đây 2018 nha cả nhà, điện 100V, và công suất tiêu thụ điện của em này là 1210W nhé. Thì về hình thức là em quay như thế cho nhà mình thấy con này là nó có cái mặt nhám mờ nha cả nhà, nó không phải là cái con Panasonic láng nha, công nghệ điện Eco Navi. Thì cái con này nhìn về hình thức như thế này là cả nhà mình nhìn vào không phải là nó hết pin ở nhà, mà cái công nghệ này thì mình khi mình cắm điện lên thì nó sẽ có đồng hồ. Như con này thì em đã cài đặt đồng hồ rồi, em sẽ cắm điện hướng dẫn cho cả nhà mình sử dụng luôn nha. Thì con này thật ra thì xài nó cũng rất là đơn giản. Đầu tiên thì em sẽ quay cho cả nhà mình xem. Đây, áp suất điện tử nha cả nhà. Con này là nó dùng theo cái cơ chế là áp suất điện tử nha, không phải là áp suất bi như những cái dòng đời thấp. Con này là dòng hiện đại rồi, đời 2018 nha cả nhà. Đây, lòng thì còn rất là đẹp. Con này là em đã test ok rồi nha, lòng thì còn rất là đẹp. Đây, đáy nồi rất là đẹp luôn nha. Một em nồi 1 lít rất là xịn sò luôn. Ly bù ẩm, có một cái ly bù ẩm này rất là hay, trong quá trình mình nấu thì cơm khô thì nó sẽ lấy nước ở trong này nó bù vào cơm cho mình mềm hơn, mềm hơn không có bị khô, hoặc là trong quá trình mình để hâm cơm từ ngày này qua ngày kia thì nó sẽ làm cho cơm mình là không có bị khô, không có bị cháy nhá. Và đây một cái điều đặc biệt là cái nồi Panasonic của cái dòng hàng nội địa Nhật này thì nó có thể giữ cơm ngon lên từ 24 lên tới 72 giờ. Nhưng thật ra trong quá trình mình ăn cơm á, thì em nghĩ tốt nhất thì mình nên ăn trong ngày, hoặc là cùng lắm thì ngày hôm sau, mình không nên để nhiều quá, bởi vì để nhiều thì nó sẽ mất cái chất dinh dưỡng của mình. Và đặc biệt cái nồi cơm này là mà để nó không có thiêu nha cả nhà, mình cắm điện để chế độ hâm thì nó không có thiêu, nó rất là xịn sò luôn. Rồi thì khi trong quá trình mình nấu thì đây, dạ em cứ em cắm điện lên rồi nhá. Dạ em sẽ hướng dẫn cả nhà mình sử dụng luôn nè. Cái con này thì xài cũng rất là đơn giản thôi. Khi mình cắm điện lên này nha cả nhà, thì cái em hướng dẫn sơ, cái này là chọn gạo nhé, menu nè, chọn chế độ nấu nè, nút hâm, nút tắt, nút hẹn giờ nấu, nút nấu, chế độ Eco Navi, phím lên phím xuống. Và cái này là cách hướng dẫn sử dụng nồi cũng như là mình cài đặt thời gian. Rồi thì đầu tiên khi mình cắm điện vào thì mình chọn gạo nha cả nhà. Đây, mình bấm cái menu lên thì nó sẽ như thế này. Đầu tiên là chọn gạo thì sẽ có là gạo trắng nè, em di chuyển nhé, gạo trắng nè, gạo không vo nè, gạo lứt nè, gạo lứt nảy mầm nè, và một số gạo như thế này. Về phần sau thì em không nói, bởi vì khi Việt Nam mình, về Việt Nam mình thì chỉ xài gạo trứt và gạo lứt thôi, còn những cái sau là hỗn hợp, nấu gạo hỗn hợp ở cái nhà, có nghĩa là trong Nhật, người Nhật thì người ta hay xài những cái phần đó, còn Việt Nam mình thì không xài nhé. Rồi bây giờ là mình sẽ nhấn một cái nữa là sẽ qua cái dán qua cái chế độ nấu nha cả nhà. Cái này là chế độ nấu cơm nha cả nhà. Chế độ nấu cơm thì bên này nấu ra chế độ nấu cơm bình thường thì đây nó sẽ có nhiều cái chế độ, như là đầu tiên là nấu cơm bình thường nè, cái thứ hai là nấu cơm cái thứ hai là nấu cơm cứng, cái thứ ba là nấu cơm mềm đây. Và những cái về sau nhà cả nhà mình xài thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì thông thường thì mình chọn cái thứ ba là nấu cơm mềm rồi nha cả nhà. Cái thứ ba là nấu cơm mềm nhé, gạo trắng nấu cơm mềm, hoặc là mình xong chế độ nấu cơm bình thường thì mình đang là qua chế độ này là chế độ nấu tiết kiệm điện nhé. Chế độ nấu tiết kiệm điện nè, chế độ nấu tiết kiệm điện, cái này là nấu cháo nha cả nhà, nấu cháo nè. Cái này là nấu sushi nhá, cái này là sushi nè, cái này là nấu cơm cháy nhá, và đây là nấu xôi nè, em di chuyển nè, cái này là nấu cơm cháy nè, cái này là nấu xôi nè. Thì em sẽ hướng dẫn một số cái tính năng cơ bản mà ở người Việt Nam mình xài thôi, còn thật ra đi Nhật thì họ xài nó rất là nhiều cái loại gạo, hoặc là nấu hỗn hợp, nấu sushi, nói chung rất là nhiều thứ. Thì thông thường ví dụ như giờ mình cắm điện vào nó như thế này thì mình chỉ cần là bấm nấu
Thì bây giờ tại lúc nãy em đã chọn là gạo trắng và chế độ nấu cơm mềm rồi. Còn nếu mà cả nhà mình cái nồi nó chưa cài đặt như vậy thì cả nhà mình chỉ cần vào chọn gạo là gạo trắng. Đây là đang chọn gạo trắng đây nhé, gạo trắng nè. Xong cả nhà mình nhấn một cái nữa thì nó sẽ chọn là cách nấu là nấu bình thường và nấu cơm bình thường nè. Nấu đầu tiên là nấu cơm bình thường nè. Nếu mà cả nhà mình muốn nấu cơm cứng thì chọn cái thứ hai, và nấu cơm mềm là chọn cái thứ ba. Xong mình nhấn nấu thì thông thường cái nồi này nó sẽ nấu trong vòng 60 phút nha cả nhà. Xong vòng nấu trong vòng 60 phút nhé. Còn khi mình tắt đi á thì cái nồi nó sẽ lưu lại cái chế độ nấu của mình, có nghĩa là khi mà mình bấm nấu thì nó sẽ lưu lại rồi, đơn giản như vậy thôi nha cả nhà. Và cái nút này là cái nút cài đặt thời gian nha cả nhà, mình nhấn hai cái thì nó sẽ cài đặt thời gian. Hiện tại thì cái nồi này em đã cài đúng rồi, ví dụ như mình muốn tăng lên 45 phút đi, 16:45 thì mình cài lên, hoặc là mình cái điểm 16:42 thì mình chỉ cần nhấn một cái nữa là nó reset, nó set lại, nó sẽ lưu luôn cái giờ đúng nha cả nhà. Và cái nút này nè là cái nút, cái nút này là cái nút hẹn giờ nấu. Thông thường cái hẹn giờ nấu của những cái nồi thông thường là chỉ có hai chế độ sáng và tối, riêng con nồi này sẽ có 4 mức giờ là 4 giờ, 7 giờ, 17 giờ và 18 giờ. Thì mình muốn cài đặt cái mức thời gian nào, bởi vì bây giờ là cái đồng hồ mình đã cài đúng giờ rồi, thì mình muốn cài giờ nào thì mình chỉ cần hẹn giờ nấu. Ví dụ như mình muốn hẹn 18 giờ nấu cơm chín đi thì mình nhấn nấu. Thì bây giờ cái nồi nó sẽ sáng, cái đèn màu xanh này là đèn này là nó sáng lên, là mà đúng là chế độ nấu nha cả nhà. Hiện tại là 16:42 và đúng 18 giờ sẽ có cơm chín nhé. Thì nếu mình nếu mà mình chọn như vậy thì cái nồi nó sẽ hẹn đúng giờ, nó sẽ nấu cơm cho mình. Và cái lúc là nút hâm nha cả nhà. Trong quá trình mình ăn cơm mà nếu cơm còn thừa, mình muốn tối ăn lại, trưa ăn còn thừa tối ăn lại, hoặc tối ăn còn thừa sáng ăn lại, thì mình chỉ cần bỏ cơm vào và nhấn chế độ hâm. Đặc biệt những cái nồi này nó có cái ly bù ẩm nên là nó rất là hay luôn. Nếu mà nồi cơm mình mà cơm nguội mà cơm mình để lại qua ngày hôm sau thì lúc nào nó cũng lấy hơi nước nó bù ẩm vào, là cơm mình luôn luôn mềm giống như là cơm mới nấu, và nhiệt độ nóng thì vừa phải và không có bao giờ bị cháy một lớp đít, rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Con nồi này thì bên em bán giá là 6.8 triệu bao ship cho cả nhà mình. Một con nào đời 2018, áp suất điện tử, ly bù ẩm, chế độ Eco Navi tiết kiệm điện, một con nào rất là đẹp và xịn sò luôn nhé. Cả nhà mình ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với số điện thoại em để ở phần tiêu đề. Hoặc là nếu mà em ở Trắng Dài, Biên Hòa Đồng Nai, mình ở gần thì mình có thể tới xem trực tiếp những cái nồi ở bên em. Và một cái điều lưu ý là những cái con này là nó xài điện 100V nha cả nhà, nên cả nhà lưu ý với em. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Trước khi rời clip thì mọi người nhớ là nhấn like cũng như là nhấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nhé. Em cảm ơn ạ.